Xin chào toàn thể các bạn, và chiều nay thì mình đang ở Bình Dương. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn lên giao lưu với một bác tài đồng hương cùng quê với mình. Bên ngoài thì có bộ tem và dàn đèn rất là đẹp. Đây là chiếc xe được anh em ở cảng đánh giá là rất là đẹp ở khu vực cảng. Anh em lên đường thôi. Cái nội thất thì bây giờ quay lại cho các bạn cùng xem bên sau chiếc giường. Không, xe này là chạy cảng này là rất là đẹp rồi Phúc ạ. Ok, giường thì có thêm một chiếc ga cờ Mỹ và đèn đóm cũng rất là sáng. Trên này thì có dán thêm bộ tem gì đây, trông cũng lạ ghê. Giường 2 vì đi trong này thì đi có một tài thôi cho nên là không có giải đệm logo của các hội đây anh em nhé. Cái gì FC gà rừng à, rồi bạn hữu đường xa solo Bắc Trung Nam nữa, rồi miền Tây hội ngộ, rồi bợm hữu cái bang, rồi hội anh em 37 này. Trên này cũng rất là nhiều logo. Bây giờ là mình sẽ ngó một chút về cái phần đằng trước. Xe rất đẹp luôn. Còi ấm quá. Đây là đằng trước thì có cái tấm tắp lô này bọc da cũng khá đẹp. Và giờ cao điểm, bây giờ là cái việc quay xe khó khăn đấy nhỉ. Đây là cái này là mình đặt làm ở đâu hả Phúc? À, một anh đến Sài Gòn làm tặng này. Làm tặng luôn à? Quý quá nhỉ. Quá đẹp luôn. Kính này dán màu này rất là tối để đỡ bị nắng, nhưng mà vẫn có cắt đây để nhìn gương. Có cả gấu bông nữa, xịt tin dâu vậy. Là Phúc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 30 tuổi anh ạ. 30 tuổi. Thế là vẫn kém mình 3 tuổi. Mình sợ là già tuổi hơn mình cho nên là đang sợ bị gọi hố. Già là không xịt tin được mày đâu. Xịt tin dâu lắm. xe mà thấy trang trí này, trên kia còn có nhân vật hoạt hình Pikachu này rồi. Con gì nữa thì mình không biết. Đầy đủ luôn. Hôm nay hơi bị kẹt xe chút rồi. Di chuyển trong khu vực mà Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai thì cái giờ cao điểm là rất là khó khăn. Phúc rất là nhiệt tình chạy lên vòng lên trên này để đón. Lay hoay một hồi ở cái khu vực mà kẹt xe, anh em mình không có quay được đầu là phải chạy lên chỗ khác để tránh ảnh hưởng kẹt đến người khác. Vừa chạy lùi lên trên này một đoạn. Xe này thì bao luôn về cái độ mà chống nắng. Phải không Phúc? Phúc có vợ con thì chưa? Em có vợ rồi. À đấy à? Hai thằng rồi. Hai thằng luôn. Đường Sài Gòn sóc. Đường Sài Gòn Bình Dương gì cũng sóc vì vá víu đường nhiều. Anh em mà xem clip mà thấy có bị rung thì thông cảm nhé. Thế là Phúc chạy trong này được lâu chưa nhỉ? 2010 là em vào đây rồi. Là bắt đầu chạy ôm xe 22 rồi. 22 bắt đầu là ôm xe à? Dạ. Thank you.
giờ bắt đầu là giao lưu thêm với Phúc một chút. Những cái ghế này đã bọc lại chưa Phúc nhỉ? Cái này làm lại rồi này. Trông cái màu đẹp nhỉ, màu đỏ đẹp nhỉ. Cái chữ dòng chữ logo đấy là cũng là người ta thêu vào đấy cho mình luôn đúng không? Theo yêu cầu của mình. À thế à? Cái này là tên của công ty. À thế à? Dưới là tên công ty luôn. Cái này là công ty đầu tư tiền cho mình làm hay là thế nào? Thì nói chung công ty về nói chung một nửa mình một nửa nói chung. À thế à? Thế mà bỏ tiền ra cũng chịu luôn là làm luôn. Cũng làm luôn tại vì mình thích mà. Đam mê đấy. Bây giờ thì anh em mình xuống dưới xe ngắm chiếc xe của Phúc chút. À Phúc có thể tắt giúp cái máy để mình xuống mình quay nó thu âm sẽ đỡ bị ồn. Chỉ để đèn dummy thôi là ok rồi. Bây giờ anh em mình sẽ xuống đây để ngắm nhìn cái bộ tem và logo của Phúc ban đêm xem thế nào nào. Đang ở bãi của Phúc đậu xe. Thì bên ngoài, tổng quan bên ngoài của chiếc xe đây. Đèn đóm nó rất là đẹp. Rất là đẹp và màu mè. Cái logo trên cùng kia là trên kính ấy là nó phản quang. Nó là có logo đấy là cái ý nghĩa gì Phúc? Có hàng chữ tiếng Anh. Rồi hai bên là hai chiếc xe đầu kéo. Chữ đó là tên công ty này. Tên công ty luôn à? Rồi cái tên của hãng xe Intec. Rồi bên cạnh đây là một bên logo. Là logo của hội TikTok của bên container. TikTok container riêng. Anh em TikTok container nhận hàng nhá. Buổi tối là mình quay vào cái đèn LED nó bắt sáng hơi chậm. Đèn sáng quá. Rồi, à bây giờ còn một logo đây nữa, anh em nhận hàng tiếp luôn đi. Hội yêu xe kết nối mọi miền. Trên anh em mà trong những cái nhóm này là xem trên kênh mình rất nhiều không ạ? Có. Cái tiếp theo là mình rất ấn tượng với cái bộ tem của Phúc đây nữa. Để mình quay cái máy xuống một chút nào. Rồi đây là cái bộ tem đây thì nó là nguyên bản theo xe về hay là mình phải mua cái tem rời này? Cái tem này là mình từ thiết kế hàng copy ở nước ngoài đó. À thế à? Vì mình ra tiền thợ mình làm. Mình tức là lấy mẫu của nước ngoài về. Cái bộ tem này là Phúc lấy mẫu về tự làm luôn. Của nước ngoài về, lấy mẫu của xe bên nước ngoài về đấy. Dạ. À thế à? Cũng đầu tư cầu kỳ phết nhỉ. Bộ tem này hết nhiều tiền không Phúc? Bộ tem này thì bộ tem không hết 6 triệu. 6 triệu. À thế à? Là chưa tính lập rồi. À, mình ngày xưa ngày bé thì hay đọc là Mazda in Mexico. Chứ không đọc là Make in Mexico, về tiếng Anh là nó rốt. Sẽ đọc là Mazda in Mexico. Rồi tiếp theo đây là còn logo gì nữa của anh em yêu xe. Như yêu vợ, đi yêu nghề về yêu vợ. Rồi những cái con này nó gọi là con gì mình? Con Michelin của hãng Lốp. Mình không có đam mê về những cái này nên là mình không có biết tên. Trên kia cũng có hai con nữa, cặp kèn ở bên. Cặp kèn là kèn con ong, con ong con gì đấy. Ong vàng đẹp quá. Xa xa một chút nào. Lung linh không anh em? Đây là idol trên TikTok, TikTok gì của anh em đây nhá. Hôm nay là lên sóng trên YouTube. Hôm nay ngày làm việc vất vả với mình đã chạy đi chạy lại, chạy sâu để quay hai chiếc xe một lúc. Và đây cái đèn cản đây cũng đẹp này, sáng choang này. Bên dưới này thì mâm của một bác tài chạy cảng như thế này thì anh em hiểu là cái độ yêu xe như thế nào rồi, rất là bóng. Rất là bóng bẩy. Vậy thôi thì mình giao lưu ngắn với Phúc một chút. Thì ngày mai mình sẽ có những cái lịch trình khác. Bây giờ thì anh em mình cũng xin tạm biệt với Phúc nhá. Còn gì nữa? Còn gì đẹp nữa nào? Đèn đóm đằng sau nữa à? Bộ rè à? Bộ rè đây làm cũng đẹp nhỉ. Ok đấy, rất đẹp. Buổi tối thì mình quay nó không có được rõ như ban ngày. Cũng cố gắng là thực hiện mấy cảnh quay là phải bắt xe ôm đi để quay lên sóng cho anh em cho nó đẹp đẹp một chút. Thôi bây giờ thì tạm biệt Phúc nhá. Thì trước khi tạm biệt anh thì mai, ngày mai á, bên hồi tạm của em có bữa tất niên. À thế à? Thì mời anh ở lại để chung vui với bên em. Thế là đồng hương Hà Tĩnh của mình luôn rồi. Đồng hương luôn. Thì thôi được rồi, hội cùng hội thì ngày mai đến giao lưu, mình sẽ để lại một phần
sau clip này để quay một chút về cái ý nghĩa của các anh em ở trong hội, mà các hội làm ra như thế nào thì mình sẽ quay và nói thêm một chút cho các bạn hiểu thêm về những cái hội lái xe nữa. Anh em mà đi xe thì rất là nhiều những cái hội rồi. Trên kia còn là cái một cái hình nữa trông cũng thổ dân theo phong cách của Mexico đúng không? Mexico. Vì cái xe này là nó sản xuất tại Mexico. Thì cái hình này là nó nguyên bản hay là mình dán lấy hình nhỏ À, ra vậy. Làm kích thước to. Hình thổ dân của Mexico, các bộ tộc. Thôi vậy thôi, bây giờ mình cái phần giao lưu với Phúc thì đến đây, mình hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai để giao lưu tiếp với hội 38, hội đồng hương quê mình luôn. Hơi bị thiếu sót nếu mà gọi là mình thiếu đi cái pha tét kèn. Sẽ làm những anh em mà yêu thích những cái kèn này sẽ chê trách mình mất, cho nên là mình phải thêm một chút một chút test vào cho anh em nữa. Ok, vậy là ok. Xin chào tất cả các bạn. Và sáng nay thì mình đang có mặt tại Bình Dương. Hôm nay thì mình đã tham dự một cái tiệc của anh em hội lái xe 38, đồng hương 38 tại Sài Gòn và Bình Dương. Thì anh em hôm qua mình đi trải nghiệm chiếc xe của Phúc. Thì Phúc nói và anh em có gửi lời mời đến để dự cái buổi tiệc. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà hàng Cua Biển Sukasu. Nơi này thì anh em tổ chức về cái tiệc tất niên. Và những cái hoạt động của những hội lái xe thì những bạn mà thường xuyên mà yêu xe thì có xem ở trên các diễn đàn, trên Facebook, trên các hội nhóm thì cũng thấy rất là rõ về những cái nội dung mà anh em tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn và khi hoạn nạn, cũng như là có những cái chương trình thiện nguyện thì rất là nhiều những hội lái xe. Để kể đến thì trong Bình Dương thì có hội lái xe 38, hội lái xe 37, hội lái xe Quảng Bình, rất là nhiều những hội lái xe. Và rồi còn có hội container Bình Dương, container miền Nam. Đấy là những cái hội về nghề nghiệp của anh em ở trong khu vực miền Nam. Rồi những cái nhóm nữa như là bạn hữu đường xa, nhóm các hội lái xe khác nữa, rất là nhiều mà mình không có thể kể hết được. Rồi HLX này chẳng hạn thế này. Và những cái hội mới như mình đang đội cái mũ đây là câu lạc bộ yêu xe kết nối mọi miền, hội xe TikTok, rất là nhiều. Và bây giờ thì mình cũng quay lại cái cam để chuyển đến các bạn một số cái hình ảnh anh em sinh hoạt ở những ngày nghỉ như thế nào. Bây giờ thì tất cả anh em trong hội lái xe 38 đã tụ họp về đây rất là đông và đang ngồi trò chuyện giao lưu ban đầu. Mình sẽ quay một chút về cái những cái hình ảnh mà anh em đang ngồi trò chuyện với nhau. Có những bác tài thì có vợ con luôn đi theo. Anh em đang nói chuyện thì vui vẻ. Phần cuối của video thì mình cũng xin gửi tới các bạn một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của buổi lễ tất niên của anh em hội lái xe 38. Bản thân mình thì cũng đã từng tham gia rất là nhiều những hội lái xe trên toàn quốc, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Rất là nhiều những hội nhóm mà mình tham gia, mình cảm nhận những hội nhóm ngày nay mang phần gắn kết cho anh em tài xế và cũng nâng cao ý thức giao thông cho các bác tài cũng rất là nhiều. Và cuối cùng mình xin gửi lời chào đến toàn bộ các bạn cũng như là các bác tài thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn. Phần hậu trường thì mình cũng xin gửi tới các bạn một số cái hình ảnh vui chơi của anh em dành cho hậu phương, đó là vợ và bạn gái của những bác tài đến dự trong buổi tiệc ngày hôm nay.
đó là trò chơi cầm tiền đừng để tiền rơi. Mình thấy rất là sôi động và vui vẻ, cho nên là mình cũng xin gửi tới các bạn một số hình ảnh. Em ơi, cô em má đỏ vôi hồng ơi, rất là tuyệt vời, cánh tay của em chơi quá chậm ạ. Vâng, và sau đây chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Hầu như ngày hôm nay nhiều cô gái rất là xinh, thế thì chúng ta lại bước về sân khấu trước vì nhường cho cả cô gái đứng ở trên đời đây đúng không ạ? Vâng ạ. Rất là nhai tay. Với chị gái của chúng ta phải nói rằng rất là nhai tay. Kiểu này chắc là bán tay làm về là chẳng gồm đồng nào trong túi. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn món quà về cho gia đình, thân vợ thân chồng thì tạm biệt đâu cũng cảm rất là tuyệt vời. Có lẽ đây thì